Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Thì ngày hôm nay thì cũng kiếm được cái video ở trên mạng và từ cái kênh của bạn One Piece Channel. Đấy, có cái video trận đánh của con tướng Dulap Blitz này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em hai cái trận đánh của con Dulap Blitz. Ở đây thì bạn One Piece Channel này thì bạn ấy đánh với cái đối tượng là cái boss ở trong cái đảo người cá anh em nhé. Đấy thì thông qua đó để anh em có thể xem về thứ tự ra skill cũng như là các cái kỹ năng của con tướng Dulap Blitz này. Thì ở đây con tướng này của bạn ấy là chỉ có 5 sao thôi, nên do vậy là cái lượng sát thương cũng như là các kỹ năng thì nó chỉ ở mức level 1 thôi anh em nhé. Rồi bây giờ thì cũng sẽ anh em cùng mình vào xem cái trận đánh của con Dulap Blitz này anh em nhé. Đây anh em ơi, team của bạn ấy thì anh em có thể thấy là chơi hai Luffy, một Wano Zoro và một Yamato. Đấy, kỹ năng một là kỹ năng tấn công đơn của con tướng Dulap Blitz anh em ạ. Nó tấn công một tướng ở phía trước. Đấy, một địch ở phía trước anh em nhé. Đấy, và đặc biệt là nếu như tướng đối phương mà là các cái con tướng thuộc dòng là tướng support hỗ trợ thì nó sẽ nhận thêm cái lượng sát thương. Đấy, còn đây là ulti của Luffy Zephyr này anh em ơi. Đấy, những em nào chưa biết Luffy Zephyr ở bên con game này thì anh em có thể xem. Đấy, rất là sát thương rất là cao luôn. Còn đây là ulti của con Dulap Blitz này. Đấy anh em ạ, hóa thành robot người máy đúng không? Nó sẽ tấn công 3 lần bằng đòn tay và dậm chân một lần, kết hợp là nó có bắn ra cái hình như là đạn hay bắn cái gì từ kiểu như mưa tên từ trên trời xuống anh em ạ. Tuy nhiên là ở đây để cái tốc độ nhân 2 nên là các kỹ năng của con Dulap Blitz này nó diễn ra quá nhanh. Đây anh em ơi, đấy vừa rồi anh em có thể thấy là khi mà con tướng là Bohankuk nó tấn công vào team của bên trái ấy, thì con Dulap Blitz nó trong cái kỹ năng của nó nội tại nó nhá, nó sẽ có cái phần trăm là phản kích. Và cái phản kích này nó sẽ như đấy, con tướng Luffy hoặc con tướng Zozu anh em ạ. Nó sẽ phản kích bằng đòn đánh thường. Và khi nó phản kích nhá thì nó sẽ có phần trăm là gắn cái dấu ấn là Suppression. Đây nếu anh em có thể để ý hiện nay là con tướng Bohankuk đang dính cái ấn là Suppression. Đấy, cái dấu ấn vàng vàng ấy kìa, ở đầu tiên ấy. Đấy, tiếp tục, đây là đòn đánh thường của con Dulap Blitz. Thế như vậy là đòn đánh thường của Dulap Blitz là cũng tấn công đơn anh em ạ. Và như vậy thì đối với con Dulap Blitz này, thứ tự ra kỹ năng của nó sẽ là 1-3. Đấy, 1 đam thường, 1-3-1 anh em nhé. Và trong kỹ năng của nó sẽ có cái phần trăm là phản sát thương. Đấy, tuy nhiên là như hôm trước mình đã review cho anh em về con Dulap Blitz này, thì ở cái nội tại kỹ năng 4 của nó anh em ạ, khi mà nâng đến level 3 thì cái phần trăm phản đòn hình như là chỉ có 25% thôi. Còn khi full HP level 4 cơ thì mới lên được 50%. Như vậy là phần trăm phản đam thì khá là thấp luôn chứ không cao anh em ạ. Rồi đây tiếp tục là ulti của Dulap Blitz này. Đấy anh em thấy chưa, đấm này, đấm 3 lần này, dậm này, và kết hợp là có kiểu như mưa tên kiểu thế anh em ạ. Mình không chưa xem cái movie ngoại truyện của Luffy các siêu thân tinh để đánh nhau với cả cái con tướng Dulap Blitz này. Hôm trước là ra nó một cái là mình chỉ vào mình xem qua xem là tạo hình của con tướng Dulap Blitz này và xem kỹ năng của nó như nào để về gọi là đoán xem là nó là tướng tanh hay tướng đam thôi. Đấy, kỹ năng 1 tiếp tục là tấn công một tướng ở phía trước anh em nhé. Và mình nói thêm là trong cái kỹ năng 1 của nó ấy, khi mà nâng đến full HP level 4 thì nó sẽ gây sát thương. À mình xin lỗi, ở cái kỹ năng 2 của nó, nội tại kỹ năng 2 là nó sẽ gây sát thêm cái lượng sát thương cho tướng tanh và tướng búp. Đấy, còn lại là nếu như chỉ 11 sao bình thường thôi thì nó chỉ gây lượng sát thương thêm cho tướng búp thôi anh em nhé. Tiếp tục đến ulti của Dulap Blitz này. Đấy, rồi tấn công đấm 3 lần này, 2 này, 3 này, rồi dậm chân này. Đấy anh em ạ, rồi kết hục. À như vậy là không phải mưa tên mà gọi là cái sóng năng lượng từ dưới mặt đất đấy bị bắn lên trên và gây sát thương anh em ạ. Đấy là tạo hình của con tướng Dulap Blitz này. Thì mình thấy là cái ulti của nó thì diễn ra khá là nhanh anh em ạ. Đấy, cái công nghệ nó biến thành cái con tướng, nó biến thành cái con người máy thì diễn ra rất là nhanh anh em ạ. Chưa kịp quan sát đấy, tạo hình kỹ năng như thế nào thì diễn ra nhanh quá. Đấy, đây là đòn đánh thường của Dulap Blitz này. Đấy, như vừa rồi như vậy thì như vậy là phản đam. À đúng rồi, thì vẫn là ở cái turn thứ hai anh em ạ. Và nó lại sao lại vừa rồi nó phản đam đúng rồi, sau khi nó ulti rồi. Và khi mà con Eren tấn công cái team bên trái thì là nó bị dính cái hiệu ứng là phản đam của con tướng là Dulap Blitz anh em ạ. Chứ phản đam bằng đòn đánh thường. Đấy, đây là turn 4 này. Đấy, tiếp tục là tấn công thường. Tấn công thường như vậy bằng 3 đòn đánh đấm đá anh em ạ. Đấm đá liên tục là bằng 3 đòn đánh em nhé. Rồi thì ở video này mình muốn gửi tới anh em về cái kỹ năng của con tướng Dulap Blitz thế thôi. Xin chào anh em nhé.